Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, nếu như sáng nay các bạn có theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên thì các bạn có biết là kể từ ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ bắt đầu khởi động một cái chiến dịch mang tên là Thức Khuya Học Bài Cùng Với Chị Hiên. Và mỗi ngày thì chúng mình sẽ cùng với nhau thiết lập một cái bài văn phân tích thật là đầy đủ, ấn tượng về một trích đoạn văn xuôi. Và cụ thể là trong ngày hôm nay á, thì chị Hiên có lựa chọn một cái đề về một cái trích đoạn văn xuôi. Và trích đoạn này thì là trích đoạn trong cái tùy bút Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế nên chị rất hy vọng là với cái việc cùng với nhau thiết lập một cái bài văn thì các bạn có thể học hỏi từ đó, có thêm những cái ý tưởng để có thể viết được những cái bài viết thật là hay nha. Ok không nào? Chúng mình ơi! Chúng mình đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? À, em chào chị, em cũng đang viết về Người Lái Đò Sông Đà nhưng là ông lái đò à? À thế à? Rồi, Nhất Trí, xin chào các bạn. Xin chào chúng mình nhá, đủ 300 bạn, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn buổi đầu tiên ngày hôm nay. Và hãy nhớ giúp chị này, sau khi mà cái phần phát trực tiếp này kết thúc ý, đồng nghĩa với việc là chúng mình sẽ nhận được tài liệu. Sẽ có một bài hướng dẫn chúng mình về cách thức nhận tài liệu ở trong những cái buổi này. Nên là chị rất là hy vọng là các bạn có thể tham gia cùng với chị. Trong tính cả hôm nay sẽ là 5 ngày đồng hành cùng với nhau trong chiến dịch Thức Khuya Học Bài Cùng Chị Hiên. Để trau dồi thêm những cái kiến thức về môn văn, đặc biệt là về cái kỹ năng viết bài nghị luận văn học của chúng mình nhá. Được không nào? Và trước tiên để có thể nhận được một lát nữa, nhận được cái phần tài liệu này ấy, thì hãy giúp chị một lượt chia sẻ công khai và tag thêm những người bạn của mình vào phần phát trực tiếp này các bạn nhé. Đủ 300 bạn, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu ạ. Đủ 300 bạn, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nha. Ok không nào? Đủ 300 bạn, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Bây giờ đã là 280 bạn rồi, chỉ còn có 20 bạn nữa thôi là chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn phần ngày hôm nay ạ. À, em cũng đang ôn sông Đà luôn à? Nhất Trí, chúng mình ơi, chúng mình đợi một chút xíu nhá. Chúng mình đợi một chút xíu nha. Ok không nào? Chúng mình đợi một chút xíu nhá. À, đủ 300 bạn, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu. Và cái phần đoạn trích ngày hôm nay, đoạn trích đầu tiên mà chị dành để có thể trao đổi cùng với các bạn, đó là một cái trích đoạn trong tùy bút Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Một lát nữa, sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc, các bạn sẽ nhận được một cái phần tài liệu rất là chi tiết liên quan tới cái buổi đầu tiên này. Thế nên với một cái điều kiện là hãy giúp chị chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này ạ. Và tag thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này giúp chị Hiên nhá. Không biết là đã đủ 300 bạn chưa nhỉ? À, cánh tay của các em đâu rồi? Giơ tay lên cho chị xem nào. Có lẽ đây sẽ là một cái đề bài mà chúng mình sẽ cực kỳ chú ý đây. Rất xin lỗi chúng mình bởi vì cái máy in của chị nó bị hỏng nên thành ra là in nó không được sáng lắm. Mà đây này, kiểu mực nó bị loang hết ra cả cái phần này luôn ý. Nên là hôm tới thì chị, bắt đầu từ ngày mai thì chị mong là chị cũng sẽ có thể in gọi là nó sáng sủa hơn. Đồng ý không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này chưa? Các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này chưa ạ? Đủ 300 bạn chưa nhỉ? Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Các em đã sẵn sàng cho phần phát trực tiếp này chưa? Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng cho phần phát trực tiếp này chưa ạ? Đã sẵn sàng cho cái đề bài ngày hôm nay chưa ạ? Cánh tay của các em đâu hết rồi? Cho chị Hiên thấy nào. Ok, Nhất Trí. Rồi, đương nhiên là sẽ có một cái bài viết rất là ấn tượng đang chờ đợi các bạn. Và chị cũng mong là sẽ có thể là được gặp các bạn ở trong những cái buổi tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đợi nhau thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa nha. Bởi vì hôm nay là cái buổi đầu tiên nên thành ra là có thể là các bạn ấy sẽ vào muộn. Nên là chúng mình sẽ cùng đợi thêm các bạn ấy 1-2 phút để các bạn ấy không bị lỡ nhá. Và đừng quên là phải thả tim cho chị ngay và luôn. Chứ không thể nào mà gần 400 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi mà mới có 100 tim đâu. Phải thả tim, thả like cho chị Hiên để chị phấn khởi cái chứ nhở. Được không? Thả tim, thả like để chị phấn khởi cái chứ. Làm gì có chuyện mà gần 400 người xem rồi mà lại chỉ có hơn 100 tim thế này. Không có yêu thương gì cả. Mà trong khi đêm rồi đây, vẫn đang ngồi đây để cặm cụi cùng với chúng mình đây.
Ok, nhất trí. Đấy, nói xong cái là tim nhiều ngay. À, giơ tay mà không thấy chị ạ. À. Đây, chị thấy mà, chị có thấy mà Tuấn ơi. Rồi, nhất trí. Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu cái phần phát trực tiếp này ngày hôm nay với nhau nhá. Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái đề số 01 của ngày số 01. Và đề bài ngày hôm nay sẽ là như sau. À, sông Đà này thi rồi mà. Đấy là trong đề thi thử thôi. Còn đây là chúng mình là đang tập trung vào việc là cùng làm thật là chi tiết về cái đề này. Bởi vì nhỡ đâu năm nay vào Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, mà nhỡ đâu năm nay lại vào cái trích đoạn này thì sao, đúng không? Và cái điều quan trọng là chúng ta có cái phương pháp để chúng mình viết. Đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn bản thân chị cho rằng là một cái bài văn tham khảo nó cũng chẳng giúp chúng mình giải quyết được cái gì nhiều cả. Cái quan trọng ở đây là chúng ta gì ạ? À, chúng ta có ở đây là cái phương pháp để viết, phương pháp để làm thôi. Nhất trí không nào? Rồi, ok. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với đề bài này nhá. Và để có thể viết được những cái bài viết hay hơn thì chị xin nhắc lại ạ. Hiện tại, Học Văn Chị Hiên vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho một cái khóa học. Khóa học đó có tên gọi là khóa học 10 ngày. Đây là cái khóa học tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi mà chúng mình thi với một cái mục tiêu là bứt phá số điểm văn. Và hiện tại vẫn đang còn được ưu đãi học phí. Bạn nào mà muốn đăng ký một lát nữa nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên. Còn bây giờ xin quay trở lại đề bài ạ. Chúng mình có một trích đoạn như sau về Người lái đò sông Đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán đời đời đánh ghen. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước tổ quốc bao la, lại thấy nét vẽ quen thuộc với từng nét sông tãi ra trên đại dương đã lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Tôi đã say sưa nhìn làn mây, hoa mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa. Cái lừ lừ chín đỏ, giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ra, đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây lếu láo rồi cứ thế mà phết vào bản đồ lai chữ. Được không nào chúng mình ơi? Đây là một cái trích đoạn và đây ạ, yêu cầu. Cảm nhận của anh chị về đoạn văn trên, từ đó nhận xét về tình cảm của quê hương đất nước, về tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả Nguyễn Tuân được thể hiện trong đoạn văn. À, đây là một cái đề rất là sát với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đúng không ạ? Chị nhắc lại một lần nữa nha. Đây là một cái đề rất là sát với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bởi vì ở đây chúng ta thấy này, nó là một cái đề về trích đoạn, đúng không ạ? Về trích đoạn. Và sau đó thì người ta có yêu cầu các bạn là giải quyết thêm một cái yêu cầu phụ. Và yêu cầu phụ ở đây đó chính là nhận xét về tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả Nguyễn Tuân được thể hiện ở trong cái trích đoạn phía trên. Đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng chú ý giúp cho chị nhá. Bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau làm một cái thao tác này. Và chị tin rằng nếu như mà các bạn đã làm được cái thao tác này á, thì chị đảm bảo luôn, cái phần mà các bạn xử lý đề sẽ rất là đơn giản. Đó chính là chúng ta sẽ cùng bóc ra những cái ý nằm ở trong phần phân đoạn này nhá.
Cái số 1 chúng ta thấy đây là một cái trích đoạn nói về vẻ đẹp gì nhỉ? Vẻ đẹp gì ạ? Nội dung chung nhất là vẻ đẹp gì hả các em? Nội dung chung nhất là vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà. Và vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà được thể hiện cụ thể qua các cái như sau. Cái thứ nhất, ý số 1, đoạn đầu tiên. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà cho đến phần này ạ. Đây ạ, cho đến tại ra trên đại dương đã lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Cái ý số 1 này là người ta nói về cái gì hả các bạn? Đây là hình ảnh của con sông Đà nhìn dưới một cái góc độ. Đó là nhìn từ trên cao xuống ạ. Nhìn từ trên cao xuống nhỉ. Và nhìn thấy hình ảnh của con sông này bây giờ, đó là một cái sợi dây thừng ngoằn ngoèo ở đây nha. Các bạn chú ý giúp cho chị được không nào? Đây là cái ý số 1. Cái việc mà chúng ta bóc tách các ý ở trong phần này là cực kỳ quan trọng đấy các em ạ. Chị nhắc lại một lần nữa, cái việc mà chúng ta bóc tách những cái ý ở trong phần trích đoạn là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta làm được cái bước này ấy, chúng ta bóc tách được vấn đề ra rồi, thì các bạn sẽ thấy là à, tôi sẽ nhìn ra được là một lát nữa ở trong cái phần thân bài của tôi ấy, tôi cần phải làm gì. Được không ạ? Tôi cần phải làm gì? Nhất trí không nào? Hãy nhớ nha, điều kiện của chúng mình để một lát nữa có thể nhận được tài liệu là các bạn ơi, chia sẻ giúp chị cái phần phát trực tiếp này công khai ạ. Và tag thêm những người bạn của mình vào đây để một lát nữa có thể nhận. Đương nhiên là chị mở sang cái trang tiếp theo ấy, sẽ là một trong những cái gọi là rất là hay ho. Một lát nữa chị mới mở sang trang tiếp theo. Bây giờ chị mới chỉ đang làm cái thao tác đơn giản nhất là phân tích đề thôi chúng mình ạ. Còn cái phía sau là nằm ở những cái trang tiếp theo của cái tài liệu mà chị đang để ở đây cơ. Nên là các bạn cứ hết sức bình tĩnh, cứ đi từng bước một. Chị đang định hướng cho các bạn về cái cách làm thế nào để có thể phân tích một cái trích đoạn thật là dễ dàng, thật là đầy đủ, thật là chỉnh chu đấy. Được không ạ? Hãy chú ý nha. Thì đây chị đang nói cái ý số 1 chúng ta xác định xong. Đồng ý không nào? Cái ý số 2 ở trong cái phần trích đoạn này mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị này, đó chính là đây ạ. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Đây là ý số 2. À, một lát nữa ở trong cái phần thân bài ấy, là cụ thể là cái phần phân tích này ấy, thì chị sẽ chủ động gọi là để cho các bạn thấy rõ từng cái ý đó một nha. Và đây, ý số 3. Tôi đã nhìn say sưa làn mây hoa mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn dòng nước sông Đà. Được không ạ? Và đây là về sắc nước sông Đà. Được không nào? Đây là về hình dáng sông Đà. Ok chưa nào? Được không ạ? Được không? Ok chưa? Và cuối cùng cái ý tiếp theo. Đây ạ. Ý số 4. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà đen như thực dân Pháp đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu rồi cứ thế mà phết vào bản đồ lai chữ. Thì đây sẽ là bốn cái ý mà một lát nữa chúng mình cần phải phân tích. Các em ơi, trước tiên là chúng ta đã bóc được cái phần trích đoạn này ra rồi nha. Có nghĩa là chúng ta biết được là ở trong trích đoạn này là cái trích đoạn nói về vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà. Và đây là hình ảnh của con sông Đà được nhìn dưới cái góc độ là nhìn từ trên cao xuống. Cụ thể chúng ta thấy có các phần ý số 1. Đó là nói về cái góc độ nhìn và cái hình dạng của con sông Đà giống như là một sợi dây thừng. Ý số 2 là hình dáng của con sông Đà giống như một áng tóc trữ tình. Ý số 3 là sắc nước sông Đà. Và ý số 4 đó là một cái sự phản kháng, đúng không ạ? Thể hiện cái tâm trạng của tác giả khi mà nghe nói tới cái việc là tại sao mà thực dân Pháp lại gọi dòng sông Đà với cái tên là
dòng sông đen. Thì đấy là một trong những cái thao tác cực kỳ quan trọng khi các bạn bắt đầu phân tích trích đoạn. Các bạn phải có một cái phần để các bạn xác định và quy nó về cái phần kiến thức nền mà chúng ta cần phải sử dụng trọng tâm ở đây là gì. Thì ở đây các bạn đã biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái phần chúng ta sẽ sử dụng cái phần kiến thức nền về vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà. Và cụ thể là ở đâu? Hình dáng của con sông và màu sắc của con sông này. Thì các em ơi, chúng mình chốt lại là như thế, các bạn đã hiểu chưa? Trước tiên là các bạn đã hiểu phần này chưa đã? Rồi chị sẽ mới mở sang trang tiếp theo. Đương nhiên là những cái hay ho là còn nằm ở những cái trang tiếp theo chứ không phải là nằm ở trang đầu tiên này ạ. À, được không nào? Ok không? Nhất trí chưa? Và nhớ là sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc là phải tìm hiểu ngay về khóa học 10 ngày, khóa học tổng ôn cuối cùng. Nếu các bạn thực sự muốn bứt phá số điểm môn văn cùng với chị Hiên nha. Xong nhá! Chốt nhá, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài văn chị đã chuẩn bị ạ. Yêu cầu phụ nắm được rồi nhá. Đó chính là tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả Nguyễn Tuân được thể hiện trong đoạn văn nhá, nhất trí chưa? Rồi, bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau như sau. Đây rồi. Trời ơi, thật là dài, thật là nhiều. Chúng mình thấy rằng là khi mà viết một cái bài viết ạ, thì chúng mình sẽ chia ra thành có 3 cái ý chính, 3 phần chính. Đó là mở bài này, đó là thân bài này, và đó là kết bài này. Các bạn đều nắm được đúng không ạ? Phần mở bài chúng mình cần phải đảm bảo cái gì nhở? À, phần mở bài chúng mình cần phải lựa chọn luôn. Mở bài ở đây là mở bài gián tiếp, bởi vì hình thức của chúng mình là hình thức bài văn mà. Mà mở bài gián tiếp thì chắc chắn sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Và chị đã lựa chọn luôn cái cách dẫn dắt ở đây là chị đi từ đề tài những dòng sông. Được không nào? Chị đi từ đề tài những dòng sông và bám vào cái sườn đấy, chị thiết lập được một cái mở bài như sau. Những dòng sông hiền hòa thơ mộng hay hùng vĩ mênh mang, chắc chiêu phù sa nuôi bến bờ xứ sở. Những dòng sông tắm mát vỗ về an ủi nâng đỡ tâm hồn, bằng cánh bao dung mở lòng ngọt ngào của nước. Và rồi sông nuôi nấng tâm hồn văn nghệ sĩ, sông dạo những bản tình ca êm đềm, những khúc nhạc mạnh mẽ kiêu hùng. Biết ơn những dòng sông, để từ đó Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú, để Văn Cao làm Trường Ca Sông Lô, để nhà văn Nguyễn Huy thiệp tha thiết Chảy Đi Sông Ơi, và để Nguyễn Tuân không quản khó nhọc đem sông Đà quần thảo trên những trang viết. Không chỉ khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, hung bạo của Đà Giang, Nguyễn Tuân với quan niệm về cái đẹp đến tận cùng đã khắc họa thêm một mặt đầy bất ngờ và thú vị nữa của con sông này. Đó chính là vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của con sông Đà trong tác phẩm Người Lái Đò Sông Đà, được thể hiện qua đoạn trích. Sau đó trích đoạn trích đó ra và đưa thêm yêu cầu phụ cũng từ vẻ đẹp sông Đà. Ta nhận thấy, ta thêm một lần nữa thấy rõ được tình cảm tha thiết mà Nguyễn Tuân dành cho quê hương đất nước mình. Được không ạ? Các bạn ơi, rất là đơn giản. Vậy thì ở đây các bạn có thể thấy là đối với cái phần mở bài là chị đã lựa chọn một cái mở bài gián tiếp. Chị bắt đầu xác định và hình thành, thiết lập cái ý tưởng là tôi sẽ đi từ đề tài, đó chính là những cái dòng sông trong văn học. Và tôi lấy những cái dòng sông từ quá, tức là những cái dòng sông về những cái tác phẩm, đúng không ạ? Tôi đi từ hình ảnh những dòng sông để tôi đưa vào. Thật ra ấy, đây chỉ là một trong những cái cách đơn giản thôi. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động thiết lập được những cái cách mở bài hay hơn nữa và đặc sắc hơn nữa. Nhưng mà chị nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái mở bài, những cái ý tưởng triển khai mà các bạn có thể khai triển. Đồng ý không ạ? Ok không nào? Về mở bài thì không cần phải nói nhiều. Bản thân chị cho rằng cái phần mà chúng mình quan tâm phải là phần thân bài cơ. Ở đây bạn nào cảm thấy là viết thân bài là một cái gì đấy rất là cực với các em ạ? Và đặc biệt là khi mà chúng mình lại viết về Người Lái Đò Sông Đà nữa, thì có cảm giác là kiểu mình cảm thấy cực vô cùng. Mà giống như kiểu bây giờ mà ví dụ vào đoạn trích này thì mình cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Mình chả biết là mình phải bắt đầu từ đâu hết ạ.
Có bạn nào rơi vào cái trường hợp đấy không? Đấy là bây giờ mà cho vào cái đoạn trích này là không biết bắt đầu từ đâu luôn này, không biết viết ý nào trước ý nào sau luôn này. Nếu mà như thế thì chắc hẳn rằng bản thân các em đang bị rơi vào một cái vấn đề. Đó là các em chưa nắm chắc kiến thức nền và các bạn cũng không biết phương pháp làm dạng đề nghị luận văn học luôn. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Trong cái phần thân bài này, chúng mình sẽ có cái luận điểm số 1. Và luận điểm số 1 là luận điểm chúng ta đi trình bày về tác giả tác phẩm. Sẽ có rất nhiều bạn hỏi chị rằng, tại sao em phải viết thêm cái luận điểm đấy làm gì hả chị? Sao em không đi vào phân tích luôn ạ? Sao lại phải viết luận điểm này? Bởi vì các em biết rằng là mỗi đứa con tinh thần ra đời, mỗi cái tác phẩm văn học ra đời đều sẽ chịu cái sự chi phối về quan điểm sáng tác, về cái phong cách của người nghệ sĩ này, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là tại sao tác phẩm đó lại mang một cái nội dung như vậy, lại thể hiện một cái dòng cảm xúc và tâm trạng như vậy. Thì ở đây bản thân chị cho rằng với cái luận điểm số 1 này, thứ nhất, cung cấp đầy đủ và chỉnh chu những cái thông tin về vấn đề nghị luận một lát nữa chúng ta sẽ làm rõ. Và cái thứ hai cũng sẽ giúp cho cái phần viết của chúng ta trở nên chặt chẽ hơn. Thế nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá, được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Ok chưa? Đồng ý không? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau viết cái luận điểm số 01 cùng với chị Hiên nha. Ở đây chúng mình có á. Rồi, ok. À đúng rồi, khái quát tác giả tác phẩm cũng được. Đúng là như thế mà nhá. À đúng là như thế mà. Rồi, ở đây các bạn ơi, chúng mình sẽ có này, trước tiên. Bây giờ thì chị đã quyết định là chị sẽ không nói về tác giả trước nữa. Mà chị sẽ lựa một cái cách khác, đấy là chị sẽ đi từ tác phẩm. Và từ tác phẩm chị sẽ nói về tác giả, cách nào cũng được mà. Điều quan trọng nhất là chúng mình có kiến thức nền, sau đó chúng mình cùng với nhau linh hoạt mà. Thế thì ở đây chúng mình sẽ có như sau này. Người lái đò sông Đà là bài tùy bút được in trong tập Sông Đà, hoàn thành năm 1960 của người phu chữ Nguyễn Tuân. Thay vì việc dùng là nhà văn, dùng là người nghệ sĩ, dùng là tác giả, thì mình dùng một cái từ nó hay ho hơn một chút, đó là người phu chữ. Chị cho rằng là thật ra ấy, mỗi cái bài viết mà để tạo được ấn tượng với bạn đọc thì cái cách dùng từ nó cũng sẽ chi phối rất lớn. Và chúng ta thay thế sử dụng những cái từ ngữ hay hơn, cũng diễn đạt một cái ý như thế, thì đương nhiên là bài viết của chúng mình cũng sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn, đúng không? Rồi nhá, của người phu chữ Nguyễn Tuân. Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng lớn xa xôi. Không chỉ để thỏa mãn cái thú tìm đến với những miền đất, được không ạ? À? Để thỏa niềm khao khát xê dịch, mà chủ yếu để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng 10 đã qua thử lửa ở tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên miền núi sông hùng vĩ và thơ mộng đó. Vì thế, Sông Đà nói chung và bài tùy bút Người lái đò sông Đà nói riêng cho ta cảm nhận được diện mạo của một nhà văn Nguyễn Tuân. Các bạn ơi, như bình thường á, là chúng mình sẽ viết theo cái hướng là chúng mình sẽ đi từ gì nhở? À, chúng mình sẽ đi từ gọi là thông tin về tác giả trước, sau đấy mình mới đi vào tác phẩm. Nhưng mà về thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể tráo đổi đi. Tức là làm thế nào để chúng ta cảm thấy là cái phần diễn đạt đấy nó vẫn hợp lý là được, và chúng ta cảm thấy thuận lợi cho cái việc diễn đạt của chúng ta là được. Nên các bạn hãy chú ý ở đây giúp chị nha. Ở đây chị lựa chọn cái việc là chị sẽ viết về hoàn cảnh ra đời của Sông Đà trước, sau đấy thì chị mới đi vào nhà văn Nguyễn Tuân. Thì bản thân chị cho rằng đấy cũng là một cái cách hết sức là hiệu quả mà, phải không ạ? Thì ở đây mình có này. Đã nhận ra diện mạo của một nhà văn Nguyễn Tuân mới mẻ sau cách mạng, khao khát được hòa nhập với cuộc đời, khao khát được hòa nhịp với đất nước và cuộc đời này. Không giống như Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8, con người chỉ muốn xê dịch cho khuây cảm giác thiếu quê hương. Sông Đà nói chung và Người lái đò sông Đà nói riêng còn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân, uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú bộn bề nhằm tìm cho ra chữ nghĩa xác đáng nhất, có khả năng làm lay động lòng người nhiều nhất.
Trích đoạn trên nằm ở phần miêu tả vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà, được tác giả nhìn nhận qua nhiều góc độ, từ đó mang đến cho ta những khám phá mới mẻ. Hãy nhớ là nên nhắc tới trích đoạn nha. Có nghĩa là bởi vì đề bài cho chúng mình một cái trích đoạn, thế nên chị nghĩ rằng là sau khi mà chúng mình đã khái quát về tác giả và tác phẩm xong thì chúng mình nên chủ động có một cái câu để nói về vị trí của trích đoạn đấy, hay nói cách khác là khái quát về nội dung của cái trích đoạn đấy, thì một lát nữa nó sẽ trở thành một cái phần giúp cho chúng ta kết nối được với cả gì ạ? À, chúng ta sẽ có thể kết nối được với cả cái phần phân tích tiếp theo của chúng mình luôn. Được không nào? Các bạn ơi, chốt lại về phần mở bài và phần luận điểm số 1 ở trong cái đề bài này chúng mình đã nắm được chưa ạ? Chốt lại nào, nếu các bạn đã nắm được rồi, các bạn cho chị thấy cánh tay của các em nhá. Các bạn cho chị thấy cánh tay của các bạn nhá, được không nào? Thấy rất là nhiều bạn đang gọi nhau vào học nhưng toàn bảo là chị ơi, em định đi ngủ rồi mà vào đây vẫn thấy gần 500 đối thủ đang học. Em không thể nào em đi ngủ được, em lại phục vùng dậy để em học đây. Đúng rồi, ai chẳng lo lắng đúng không? Bây giờ thấy người bạn của mình mà kiểu như là đang học mà mình lại đi ngủ thì cảm giác bây giờ nó khó chịu lắm các em ạ. Chị nói thật. Cái cảm giác mà bây giờ mà bạn bè của mình đang học ấy, mà mình lại đi ngủ, cái cảm giác nó khó chịu lắm. Và chị tin là các bạn cũng không thể nào ngủ được đâu. Được không nào? Các bạn không thể nào ngủ được đâu. Ok không? Được không? Được không? Chúng mình ơi. Nào chúng mình ơi. Chúng mình đã hiểu chưa ạ? Chúng mình đã hiểu về cái phần đầu tiên chưa? Và đã nắm bắt được những cái ý đầu tiên mà chúng mình cần phải viết trong bài viết này chưa ạ? Nhất trí nha. Rồi, ok. Nếu như các bạn đã nắm được, bây giờ cùng nhau chuyển sang phần luận điểm số 2 của chúng mình. Đây là luận điểm quan trọng nhất, chiếm nhiều điểm nhất. Đó chính là luận điểm phân tích. Được không ạ? Vừa rồi ấy, cái phần phân tích ấy, thì chị đã nói với các bạn là chị đã bóc tách về cái đoạn trích đấy cho chúng mình rồi. Đúng không? Chị vừa bóc tách đoạn trích cho chúng mình rồi mà. Phải không ạ? Thì cái bóc tách đoạn trích đấy thì các bạn cũng thấy là chị chia ra thành 4 ý chính. Và một lát nữa trong cái sườn này thì chúng mình sẽ cùng với nhau chủ động trao đổi về cái 4 cái ý chính đấy thôi. Được không? Ok không? Nhá, được không ạ? Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị cái này. Được không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau, bây giờ chúng ta cùng nhớ lại này. Quy nó về cái dạng đề là phân tích hình tượng. Thì đối với cái dạng đề phân tích hình tượng này, mình sẽ phải làm những cái ý thứ nhất là khái quát chung về hình tượng đã. Hay nói cách khác là giới thiệu về hình tượng. Cái này đương nhiên là ngắn gọn thôi, đúng không ạ? Sau đấy mình mới bắt đầu đi phân tích vẻ đẹp của hình tượng. Thì cụ thể là vẻ đẹp của hình tượng được thể hiện qua cái trích đoạn vừa rồi là mình sẽ có 4 cái ý chính, 2, 3 và 4. Thì mình sẽ làm theo cái lộ trình như thế này. Có nghĩa là khi mà mình đã gạch được ra những cái ý như thế này rồi thì cái bài làm của mình sẽ rất là rõ ràng. Và mình sẽ không lo là mình bị thiếu một cái ý nào cả. Được không ạ? Mình sẽ chỉ tập trung vào triển khai lần lượt từng cái ý như thế này là được. Nhất trí không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nha. Cái phần bóc tách trích đoạn là cái phần quan trọng nhất, thì chị vừa mới làm với các bạn ở trong cái phần đầu tiên rồi. Bạn nào vào muộn thì một lát nữa có thể chủ động xem lại giúp cho chị. Đồng ý là như thế. Bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu này. Chị có một cái cách dẫn dắt đi từ một cái trích dẫn của lý luận văn học như sau. Có rất nhiều bạn hỏi chị là chị ơi, em nên đưa lý luận văn học vào như thế nào cho nó phù hợp. Thì cái này đương nhiên là sẽ phải tùy thuộc vào cái sự linh hoạt của các bạn thôi. Và ở trong cái khóa học 10 ngày sắp tới, một cái khóa học tổng ôn cuối cùng, chị cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái này, để các bạn có thể sử dụng lý luận văn học một cách đơn giản nhất, để chúng mình đưa thật là hiệu quả vào bài viết của chúng ta nhá. Nên nếu như bạn nào mà chưa biết đến cái khóa học này thì nên tìm hiểu và đăng ký ngay, để có một cái cơ hội bứt phá số điểm trong giai đoạn cuối cùng với chị nha. Rồi, chị có như sau ạ. Bắt đầu ý đầu tiên này, dẫn vào hình tượng và giới thiệu về hình tượng con sông Đà nha. Thì ở đây chúng mình sẽ có, đợi chị một chút xíu, chị chỉnh cho các bạn nhìn cho dễ nhá. Pawtowski từng quan niệm: văn học với tôi là hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời. À, các bạn có thể đưa thêm ra cái phần lập luận này, hoặc nếu không thì thôi, các bạn có thể dẫn vào luôn. Phần này có thể có hoặc không nhá, như thế này. Quả thực là như vậy. Hiện tượng đẹp đẽ ấy được tái hiện trong những trang văn chất chứa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, choáng ngợp, huyền ảo, thơ mộng. Có thể là dáng hình con người với những phẩm chất đáng quý
đáng trân trọng và vượt lên trên cả những điều đẹp đẽ chính là những giá trị được gửi trao từ tháng này qua năm khác. Được không ạ? Cái này các bạn có thể thêm vào hoặc không. Thì các bạn sẽ dẫn từ cái câu của Paustovsky, các bạn dẫn vào luôn như này. Paustovsky từng quan niệm, văn học với tôi là hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Và dẫn vào luôn Nguyễn Tuân là người nghệ sĩ yêu cái đẹp. Thế nên đứng trước một hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời ấy, ông vốn dĩ không thể làm ngơ. Nhà văn này đã đi đến tận cùng để tìm hiểu, để đưa vào trang văn của mình những thông tin chính xác về hình tượng sông Đà. Nguyễn Tuân không ngại nhọc công dò đến gì ạ? Không ngại nhọc công dò đến ngọn nguồn lạch sông, truy tìm đến tận nơi gốc tích khai sinh của dòng sông để biết sông Đà khai sinh ở huyện Cành Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên. Khi đi qua một vùng núi ác đến nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Ở đây, với một cái phần là cung cấp thông tin, cung cấp kiến thức và giới thiệu lại về cái hình tượng sông Đà qua những cái lời viết của Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà chúng mình nhá. Rồi, có thể thấy, tuy không phải là một nhà địa lý học, nhưng tất cả những kiến thức Nguyễn Tuân đem đến đã cho chúng ta đi qua biết bao trang văn của mình, được không ạ? Là những kiến thức bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao. Thêm vào đó này, thêm một ý nữa phải viết này. Bên cạnh đó, ông còn phát hiện ra một đặc điểm riêng của con sông này và thể hiện nó đầy đủ trên trang viết qua lời đề từ Chúng thủy giai đông tàu, đà sang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi dòng sông đều đổ theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng bắc. Và chi tiết ấy đã cho ta thấy sự khác biệt của dòng sông này. Nó rất phù hợp với tạng văn, tạng người của Nguyễn Tuân. Có lẽ cũng chính vì thế mà ta mới có một nhận định rằng Nguyễn Tuân và sông Đà độc đáo tìm độc đáo. Ok không ạ? Chúng mình ơi, hãy chú ý giúp chị nhá. Đôi khi chúng mình có thể dùng những cái nhận định để chúng mình khép lại cho một cái ý mà chúng ta viết. Thì như thế cái phần mà chúng ta chốt lại nó cũng sẽ chắc hơn, cũng sẽ gọi là có những cái điểm nhấn hơn và ấn tượng hơn. Thì ví dụ như ở đây, chị lựa chọn một cái cách chốt lại, đó chính là Nguyễn Tuân và sông Đà độc đáo tìm độc đáo. Ok không ạ? Ví dụ là như thế. Nhất trí không ạ? Thì đây là cái ý đầu tiên, là cái ý giới thiệu về giới thiệu về sông Đà. Bây giờ mới là đến những cái ý quan trọng này. Đó là chúng ta sẽ phải phân tích hình tượng trọng tâm ở đoạn trích. Chính là cái đoạn trích vừa rồi ạ. Các bạn vào muộn có biết là chị đang phân tích đoạn trích nào không? Chúng mình ơi, các bạn vào muộn có biết là chị đang phân tích đoạn trích nào không? Chắc gì đã biết. Biết đoạn trích nào không? Cái đoạn trích mà Nguyễn Tuân bay trên bay ngang qua sông Đà, đi trên tàu bay á, bay qua sông Đà nhìn xuống á, nhìn thấy cái hình dòng sông giống như là một cái sợi dây thừng ngoằn ngoèo á. Một cái câu văn rất là ấn tượng, đó là dòng sông Đà được ví như là một cái áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc ấy, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mùi khói núi mèo đốt nương xuân á. Được không nào? Ok không? Đấy, cái đoạn đấy đây, với cả sắc nước sông Đà đấy. Hay nói cách khác là gì ạ? Là cái vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà đấy. Được không? Chắc gì đã biết. Vào muộn thì chắc gì đã biết. Thì bây giờ bắt đầu phân tích này. Tại vì sao mà cần phải học những cái dạng này? Bởi vì dạng này nó là cái dạng gọi là gần sát nhất với cả đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Nếu mà không học cái dạng này thì cũng không biết là bây giờ các bạn đang ôn dạng gì nữa. Bởi vì đây là cái dạng sát nhất. Tại vì sao lại là sát nhất thì cứ bám vào cái đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục mới ra thôi. Cái đề thi minh họa đợt vừa rồi á, là cũng là một cái phân đoạn đấy. Thì ở đây cũng thế, chúng mình cũng đang đi phân tích một cái phân đoạn đây. Nên kể cả có đang buồn ngủ thì cũng cố gắng mở to mắt ra một tí, nghe hết cái phần phát trực tiếp này để có thêm những cái kinh nghiệm cho cái việc phân tích cái trích đoạn của mình. Chứ không bây giờ là tính ra còn có 5 chủ nhật nữa thôi là thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Không còn nhiều nữa đâu ạ. Nhá, không còn nhiều nữa đâu. Xin mời các anh chị mở to mắt ra học đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nha. Ok, còn 5 cái chủ nhật nữa thôi chứ không còn nhiều nữa đâu. Bây giờ có muốn là được điểm tốt hay không đây? Hay là bây giờ đắp chăn đi ngủ? Trời mưa thế này, mát mát thế này, đắp chăn đi ngủ quá hợp lý nhở? Đúng không?
Quá hợp lý luôn. Rồi nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái phần trọng tâm là phần phân tích nha. Chị đã chia ra thành 4 ý trong cái việc bóc tách phần trích đoạn á, các bạn biết rồi đúng không? Thì cái ý đầu tiên phân tích như sau này. Ý số 1 như thế này. Trong trích đoạn được đề cập, Nguyễn Tuân dường như đang vẽ ra trước mắt bạn đọc hình ảnh của một dòng sông Đà hiền hòa thơ mộng, không có vẻ gì là hung bạo dữ dội như trước đó, mới chỉ mấy giây phút đây thôi. Bởi vì sao nhở? Đây là một cái câu để mình khái quát luôn cái khía cạnh hung bạo hùng vĩ của con sông Đà đấy. Có nghĩa là gì ạ? Mới chỉ ở mấy cái phân đoạn trên thôi, mình đã nhìn thấy hình ảnh của một cái con sông Đà giống như là một cái loài thủy quái ấy, mang trong mình một cái tâm địa rất là độc ác, cái sự dữ dằn. Thế mà bây giờ, chỉ một vài phút trước đó bây giờ, sông Đà đã trở về đúng cái vẻ đẹp đó, là một cái vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng và thanh bình. Phải không ạ? Đó, dùng một cái câu vừa để kết nối, vừa để khái quát cái khía cạnh ở phía bên trên mà chúng ta được tìm hiểu về dòng sông Đà. Tiếp tục nhá. Người nghệ sĩ ấy không còn dọc theo những sóng, những gió, những thác. Nguyễn Tuân đã đổi mình một vị trí quan sát sông Đà mới lạ hơn, ngồi trên tàu bay và nhìn xuống. À, câu văn đầu tiên đấy ạ. Đúng không nào? Ngồi trên tàu bay và nhìn xuống, hay nói cách khác là bây giờ đang quan sát từ trên cao xuống. Rồi, chúng ta sẽ có nhé. Tư thế và tầm mắt cho Nguyễn Tuân là điều kiện thuận lợi để thâu tóm toàn cảnh Đà Giang. Với cảm xúc ngỡ ngàng say đắm trước sự thay đổi hoàn toàn của con sông. Nếu ở thượng nguồn, dòng sông Đà là kẻ thù số 1 của con người, thì khi xuôi chảy về phần hạ lưu, lòng sông như được mở rộng ra. Con thác không còn nữa. Dòng nước trôi êm đềm, hiền hòa qua đôi bờ cỏ cây tươi tốt. Và sông Đà lại hiện lên vô cùng lãng mạn, thơ mộng và trữ tình. Đây là khái quát về cái khung cảnh mà Nguyễn Tuân đang vẽ ra ở cái phần trích đoạn này. Bên cạnh là dáng hình của con sông Đà, vẻ đẹp của con sông Đà, thì chúng ta còn nhìn thấy ở đấy là gì nhở? À, chúng ta còn nhìn thấy ở đấy là khung cảnh của thiên nhiên Tây Bắc nữa. Nhất trí không ạ? Hãy chú ý giúp chị nhé. Hãy theo dõi phần phát trực tiếp này, bởi vì sau khi cái phần phát trực tiếp này kết thúc là các bạn sẽ được nhận tài liệu. Và chính là cái phần phân tích rất chi tiết như thế này. Chị tin là bạn nào cũng sẽ mong muốn đúng không? Bạn nào cũng mong muốn là nhận được tài liệu đúng không? Ai mong muốn thả tim chị xem nhiều người thích không nào? Nếu không thích thì thôi, thì không tặng nữa. Không thích thì thôi, quan trọng gì đâu, không tặng nữa. Có gì đâu, đơn giản mà, càng tốt. Các anh chị đỡ phải trực bếp đêm. Chỉ sợ lại một lát nữa lại ào xin ý chứ. Thật sợ nhất là như thế thôi chứ. Rồi nhá, đây ạ, bắt đầu tiếp tục này. Nguyễn Tuân ngắm nhìn miêu tả khai thác vẻ đẹp của sông Đà, cả từ chiều kích thước không gian, thời gian bằng tâm thế của một người khám phá, nhưng cũng đồng thời là tâm thế của một cố nhân tìm về người bạn cũ, một tao nhân đi tìm kiếm những gì đẹp đẽ ở phong cảnh đất nước quê hương, một người khao khát tình yêu tìm đến với một người tình chưa quen biết. À, các bạn ơi, các bạn có hiểu cái cách dùng câu này không ạ? Điệp cấu trúc đây ạ. Để nó dồn đầy để tạo ra cái sự thú vị và nhịp điệu cho cái cách viết của các em. Đọc lại nhá. Chị có một cái câu văn chốt lại vấn đề như thế này. Các bạn chú ý giúp chị này. Ở đây này, nhìn này. Nhá, như thế này. Như sau này. Nguyễn Tuân ngắm nhìn, miêu tả khai thác vẻ đẹp của sông Đà, cả từ chiều kích thước không gian, thời gian, bằng tâm thế của một người khám phá, vế thứ nhất, nhưng cũng đồng thời là tâm thế của một cố nhân tìm về người bạn cũ, tâm thế của một tao nhân đi tìm những gì đẹp đẽ trong phong cảnh đất nước quê hương, và một người khao khát tình yêu tìm đến với người tình chưa quen biết. À, được không ạ? Đấy, các bạn cũng nên sử dụng những cái câu viết kiểu như vậy. Hiện tại thì chị thấy là cái phần phát trực tiếp này đã được khoảng hơn 700 like rồi. Nếu như mà phần phát trực tiếp này mà từ giờ đến cuối phần phát trực tiếp mà được 1.000 like, 1.000 tim,
chị xin phép là hôm mà ngày mai lại tiếp tục phát trực tiếp với các bạn một cái đề nữa, và tiếp tục tặng thêm cho các bạn một cái bài viết siêu chi tiết và đầy đủ nữa. Biết đâu là đề thi năm nay vào những cái đề mà chị chữa như thế này thật thì sao, đúng không? Thì có phải là các bạn sẽ rất lợi thế cho cái việc là chúng mình, trời ơi, u là trời, tự nhiên lại có một cái học rất là chi tiết như thế này, phải không ạ? Rồi nhá, ok nhất trí. Bây giờ chúng mình thế nên là thả tim cho chị này, chia sẻ cho chị đi, kêu gọi bạn bè vào like chị Hiên cái nhở, nhất trí không? Rồi, chúng mình ơi, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có ở đây này, tiếp tục phân tích này. Bấy giờ lại ghi bấy giờ đây này. Hình dáng sông Đà như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo. Sự ngạc nhiên của Nguyễn Tuân thể hiện rõ khi ông không ngờ con sông đời đời kiếp kiếp làm mình làm mầy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà, chỉ thu bé lại nằm ngay dưới chân mình. Nguyễn Tuân liên tưởng đến hình ảnh bản đồ, cho rằng những ai quen đọc bản đồ sẽ cảm thấy quen hơn với từng nét sông tãi ra lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Góc nhìn mới đã cho Nguyễn Tuân những cảm giác mới và những liên tưởng mới đầy thú vị. Ok không ạ? Xong ý đầu tiên nha. Được không nào? Xong ý số 1. Ý số 2 này mới là một cái ý độc đáo. Các bạn nói với chị rằng là chị ơi, chỉ có đúng một câu thôi mà biết viết gì hả chị? Có đúng một cái câu là con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Có đúng một câu. Thế mà chị Hiên viết tận một mặt, hai mặt, ba mặt. À, ba mặt xem nào. À, ok. Ba mặt à. Bốn mặt, ba mặt. Ồ, đúng một câu ạ. Viết cái gì mà nhiều thế? Trời ơi, bây giờ nhìn lại mình không biết là mình viết cái gì ở đây mà nhiều quá trời luôn á. Không biết viết cái gì luôn mà chỉ có đúng một câu đấy. Có đúng một cái câu là con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc vung nở hoa ban hoa gạo. Mỗi thế. Mà không hiểu kiểu gì mà lại nhiều thế nhở. Đây rồi, mình cùng xem là xem mình viết gì ở đây nhá. Như sau ạ, phân tích ý số 2 đấy ạ. Như thế này. Cũng từ độ cao ấy khi nhìn xuống, thu vào tầm mắt người nghệ sĩ bây giờ là hình ảnh của con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Chấm. Nhấn mạnh nha, đây tiếp tục là một liên tưởng so sánh hết sức thú vị và độc đáo, chỉ có thể tìm thấy trong những trang viết của Nguyễn Tuân. Đúng mà, phải không ạ? Nguyễn Tuân rất nổi tiếng với những cái liên tưởng và so sánh thú vị độc đáo. Và đây lại tiếp tục là một trong những cái liên tưởng so sánh thú vị độc đáo như thế. Chúng ta sẽ cùng làm rõ nhé. Tác giả so sánh hình dáng con sông với áng tóc trữ tình, khiến cho bạn đọc hình dung ra một dòng sông mềm mại uốn lượn qua các dãy núi triền đồi, các gành thác, để làm cho mình trở nên dịu dàng nữ tính. Nếu như ví mảnh đất Tây Bắc là một người thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất, thì sông Đà chính là áng tóc mềm mại trẻ trung thanh xuân của người con gái ấy. Một hình ảnh so sánh khiến cho chúng ta có đôi chút ngần ngơ, ngơ ngẩn vì vẻ đẹp dòng sông đất nước. Tất cả những điều ấy được triển khai từ ý tưởng kết nối rất độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân, gắn vẻ đẹp của dòng sông vô tri với vẻ đẹp con người. Những ý nào quan trọng chị sẽ gạch ở đây để các bạn sẽ chú ý nhá. Được không nào? Trước đây, trong thơ ca trung đại, ta chỉ thấy thiên nhiên làm chuẩn mực cho vẻ đẹp con người. Nguyễn Du khi miêu tả vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều đã viết: hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Hay làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thì ngược lại, đến với Nguyễn Tuân, ông đã có một so sánh liên tưởng vô cùng độc đáo. Lấy vẻ đẹp của con người
trở thành vẻ đẹp chuẩn mực cho thiên nhiên. Ông đã kéo thiên nhiên lại gần với con người, khiến cho người đọc chưa cần đến với sông Đà cũng có thể hình dung ra được vẻ đẹp trẻ trung thanh xuân của dòng sông Tây Bắc ấy. À, trước tiên là chúng ta sẽ bám vào cái liên tưởng so sánh cực kỳ độc đáo. Đó là cái liên tưởng so sánh hình ảnh của một con sông với hình ảnh của áng tóc. Mà ở đây cụ thể lại là áng tóc trữ tình, đúng không ạ? Và mình sẽ xoáy sâu vào cái phần đấy để mình phân tích nha. Ok chưa nào? Tiếp tục nhá. Thêm vào đó, cách ghép từ của Nguyễn Tuân cũng rất độc đáo. Chữ áng đi với chữ tóc, kết hợp với chữ tình. Vốn dĩ từ áng thường chỉ đi liền với những tác phẩm nghệ thuật mang vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực như áng thơ, áng văn. Cách kết hợp từ ngữ ấy gợi lên trong người đọc cách nhìn, nhìn nhận về vẻ đẹp của dòng sông này không chỉ ở vẻ dịu dàng, thanh xuân, mà nó còn là một dòng sông mang vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực. Dáng hình của sông Đà cũng chính là kiệt tác nghệ thuật được tạo nên từ bà mẹ thiên nhiên đất nước, khiến cho không chỉ Nguyễn Tuân mà biết bao người biết tới, xuyến sao và say đắm. Em ơi, phân tích từng chữ luôn. Tại vì sao mà một cái câu thơ mà lại một cái câu văn thôi mà mình phải viết như thế? Bởi vì nó có quá nhiều những cái thứ hay ở đấy ạ. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao lại giải thích là đúng là văn chương của Nguyễn Tuân thì chỉ phù hợp với những cái người ưa suy xét thôi. Chứ còn những cái người mà chỉ đơn thuần ấy, nếu như chỉ đọc lướt qua thì khó mà có thể cảm nhận được hết về tất cả những cái gì mà Nguyễn Tuân muốn truyền tải ở trong những cái trang văn của mình lắm. Nhá, rồi tiếp tục chúng mình có này. Một câu văn thật dài, thật đẹp, đã được nhà văn viết nên. Điệp từ tuôn dài khiến cho người đọc hình dung giống như mình đang được nhìn thấy một dòng chảy miên man, một suối tóc sông Đà chảy trôi giữa thiên nhiên đất trời Tây Bắc không nhìn thấy điểm dừng. Chỉ với một câu văn, so sánh liên tưởng kết hợp với việc dùng từ ngữ tinh tế của mình, giờ thì bạn đọc đã hiểu hơn về phát biểu của chính Nguyễn Tuân. Đưa thêm cái phát biểu của Nguyễn Tuân đấy ạ. Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân, mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ sáng tạo. Không nên ăn bám vào người khác, giàu ngôn ngữ thì văn sẽ hay. Cũng cùng một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ có bề thế và kích thước. Có vốn mà không biết sử dụng thì chỉ như nhà giàu giữ của, dùng chữ như đánh cờ tướng. Chữ nào cần chỗ, cần để chỗ nào, phải đúng vị trí của nó. Văn phải linh hoạt. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp. À, được không ạ? Chúng mình ơi, được không, được không? Chưa hết nha, mình lại có ý tiếp theo. Vẫn là cái câu văn đấy, như sau ạ. Sông Đà bây giờ trong câu văn của Nguyễn Tuân được nhìn ngắm trong không gian rộng lớn của mây trời Tây Bắc. Dòng sông ẩn hiện gợi ra vẻ đẹp kỳ ảo, vừa như thực, lại như mơ. Mây trời Tây Bắc bềnh bồng lững lờ trôi giữa không gian cao rộng, khiến cho dòng chảy ấy khi hòa quyện, làm cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo và lãng mạn. Trong bức tranh có những gam màu của trời xanh, mây trắng, rồi hình ảnh sông dài, sự xuất hiện của những bông hoa gạo mang sắc đỏ, hoa ban mang sắc trắng tinh khôi đang điểm tô cho vẻ đẹp quyến rũ của mái tóc sông Đà. Rồi còn khói bay trong thời điểm nhân dân lao động, đốt nương xuân. Cả vẻ đẹp dung dị đời thường ấy cũng được Nguyễn Tuân khéo léo lồng thêm vào. Con sông Đà cũng vì thế mà mang trong mình một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa thơ mộng, vừa cổ điển, vừa đường thi, vừa kỳ diệu huyền ảo, lại vẫn bình dị đời thường. Một câu văn dài, ngắt nhịp linh hoạt, đủ để người đọc cảm nhận về một vẻ đẹp. Cũng phải dùng nhiều thời gian để ngẫm, để liên tưởng, rồi bất ngờ trước vẻ đẹp của dòng sông. Được không ạ? Các bạn ơi, đấy chỉ một câu thôi đấy ạ. Chỉ đúng một câu thôi. Một câu duy nhất, một câu duy nhất mà chúng mình có rất nhiều thứ để khai thác. Từng chữ của Nguyễn Tuân đều đáng giá.
Đó là lý do vì sao mà các bạn vẫn than thở với chị là chị ơi, cái trích đoạn đấy ngắn quá em chả biết viết cái gì cả. Em nói thật với chị là em chả biết viết cái gì hết. Thế nhưng mà nếu như các bạn mà không sắn tay vào, các bạn không gì ạ, các bạn không sắn tay vào, các bạn không ngồi bóc tách nó ra thì làm sao mà cái phần viết của các bạn hay được. Chị nói luôn là như thế. Trời ơi sao mà nó dài thế nhở. Đây ạ, chúng mình sẽ có ở đây tiếp tục nhá. Ý tiếp theo này, ý tiếp theo, ý số 3. Sắc nước sông Đà đây, được không ạ? Nguyễn Tuân đã dừng thứ tâm trạng của một người khao khát tình yêu tìm về dòng sông yêu dấu. Ông say sưa xuyên qua đám mây, nhìn xuống dòng nước. Tất cả những điều ấy thể hiện thái độ trân trọng và nỗ lực ngắm nhìn quan sát vẻ đẹp của sông Đà khi nhìn từ chiếc tàu bay. Nguyễn Tuân không chỉ một lần làm việc ấy, ông đã nhiều lần bay trên sông Đà để có thể ngắm nhìn dòng sông qua làn mây mùa xuân, qua đám mây mùa thu và phát hiện ra vẻ đẹp của dòng sông Đà, sắc nước sông Đà qua mỗi mùa. À, sẽ có những thứ nhất định phải ghi vào được ạ. Thì ví dụ như ở đây, sắc nước sông Đà là cụm từ nhất định mình phải ghi vào. Bắt đầu phân tích nha. Mùa xuân tới, mùa của sức sống, nước sông Đà mang xanh ngọc bích, là sắc xanh trong, xanh ánh sáng, màu sắc phản chiếu mây trời, một gam màu dịu dàng bình lặng của dòng sông vào mùa xuân. Để làm rõ hơn sắc xanh của sắc nước sông Đà là hiếm và khác biệt với nhiều dòng sông khác, Nguyễn Tuân đã so sánh màu sắc của sông Đà với màu nước của sông Gâm, sông Lô, là màu xanh đục lờ lờ canh hến. Một dòng sông là xanh đục, một dòng là xanh sáng, xanh trong. Quả thực, người nghệ sĩ ấy đã có sự quan sát rất tinh tế để đưa vào trang văn của mình những so sánh hết sức nổi bật và chính xác. Mùa xuân đấy, phân tích cái nước sông Đà mùa xuân đấy, được chưa ạ? Mùa thu tới nha. Khi mùa thu tới, nước sông Đà chuyển từ xanh sang đỏ, báo hiệu một mùa lũ dữ dội đang về. Dòng nước sông Đà mang phù sa từ thượng nguồn về với hạ nguồn. Nguyễn Tuân đã quan sát dòng sông bằng cả niềm say mê kiên trì trong những khoảng thời gian khác nhau, từ đó cung cấp những đặc điểm riêng của dòng sông này. Sông Đà mùa thu được Nguyễn Tuân diễn tả trong một liên tưởng độc đáo. Nước sông lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ của một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Một sinh thể vô tri nay xuất hiện với những cảm xúc thay đổi từ dịu dàng bình yên trong làn mây mùa xuân để bây giờ chuyển sang giận dữ của mùa thu. Nhìn nhận con sông dưới góc độ tinh tế đến vậy, có lẽ chỉ có Nguyễn Tuân mới làm được mà thôi. Nguyễn Tuân dùng từ hay lắm, chỉ một từ lừ lừ, vừa như vẽ ra được trước mắt người đọc một dòng chảy chậm chạp nặng nề của con sông, vừa thể hiện tính cách khó chịu cáu kỉnh lầm lì của con người. Cũng từ cách dùng từ ngữ miêu tả ấy, dòng sông Đà từ một con sông vô tri nay trở thành một sinh thể có linh hồn tính cách in đậm trong tâm trí bạn đọc. Xong ý số 3, nói về sắc nước sông Đà, chuyển sang ý số 4. Đúng không ạ? Cái câu cuối cùng đấy, trong cái đoạn trích đấy đấy, phân tích đoạn trích là phải phân tích từng câu, chia những cái câu ra thành các ý, xong rồi bắt đầu là phân tích từng câu, đi sâu vào từng câu, chứ không phải chỉ đơn giản là diễn xuôi. Tức là cái câu đấy vốn dĩ đó là đã là xuôi rồi, các bạn giải thích thêm một tí thì cũng không hẳn là đúng. Mà cái quan trọng ở đây là mình phải đi sâu vào từng cái chi tiết để mình làm rõ, đi vào từng hình ảnh, từng chi tiết, từng biện pháp. Được không nào? Rồi. Khi nói đến sông Đà, Nguyễn Tuân đã lên tiếng gay gắt phản đối việc thực dân Pháp gọi tên dòng sông là sông đen. Câu phủ định được người nghệ sĩ đặt lên trang văn giống như một sự khẳng định cho việc chắc chắn chưa hề bao giờ có dòng sông đen này. Thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra mà đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Điều đó khiến cho một người yêu dòng sông Đà như nhà văn cảm thấy rất bất mãn. Nguyễn Tuân đã thẳng thắn thể hiện thái độ không đồng tình của mình khi thực dân Pháp gọi con sông bằng một cái tên thiếu tính thẩm mỹ. Câu văn ấy cho ta thấy rõ hơn về tính cách của Nguyễn Tuân, một người nghệ sĩ tôn thờ cái đẹp, thậm chí là sẵn sàng chiến đấu vì cái đẹp.
Ngay từ cách gọi tên dòng sông ông yêu mến, nếu có gọi thì cũng phải gọi cho đúng tên. Được không ạ? À? Thì đấy là cái phần chúng mình phân tích 4 cái ý nhỏ trong đoạn trích nha. Thế sau khi phân tích 4 cái ý nhỏ xong thì đương nhiên là các bạn sẽ phải tiến hành làm gì nhở? Chúng mình sẽ phải tiến hành giải quyết yêu cầu phụ. Và đây chính là phần giải thích yêu, giải quyết yêu cầu phụ đây. À, cái tình cảm mà Nguyễn Tuân dành cho quê hương đất nước được thể hiện như thế nào? Đúng không ạ? À? Ok không? Ok không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ có nha. Giải quyết yêu cầu phụ này. Đoạn trích miêu tả vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của dòng sông Đà từ góc độ trên cao nhìn xuống đã thêm một lần nữa cho ta thấy rõ tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả Nguyễn Tuân. Đây lại tiếp tục là những cái thứ mà nhất định cần phải cho vào bài viết. Rồi bắt đầu làm rõ này. Đó là một thứ tình cảm tha thiết, trìu mến. Nó được thể hiện rất rõ qua góc nhìn tài hoa tinh tế và cảm nhận về hình dáng, sắc nước con sông. Đồng thời cũng là cảm xúc trân trọng, mến yêu, sự nâng niu mà nhà văn Nguyễn Tuân dành cho con sông của vùng đất Tây Bắc. Nguyễn Tuân vẫn luôn là như vậy. Một người nghệ sĩ yêu tha thiết quê hương, đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ. Ông đã dùng tình yêu ấy để đi, để viết và để lại cho thế hệ bạn đọc những phong cảnh ấn tượng, trong số đó có sông Đà. Sau khi trải qua giai đoạn trước cách mạng, yêu nước nhưng bất mãn với thời cuộc, chỉ biết đi tìm về những vẻ đẹp của quá khứ một thời vang bóng, Nguyễn Tuân của sau cách mạng tháng 8 vẫn là người nghệ sĩ yêu dân tộc, tôn thờ cái đẹp nhưng đã có cơ hội để thể hiện nó một cách rõ nét và cởi mở. Ông tìm thấy và thể hiện lòng yêu nước ấy của chính mình trong những trang viết miêu tả cảnh sắc quê hương với tấm lòng ngợi ca. Được không nào? Với tấm lòng ngợi ca. Vẫn ngời trói sự tinh tế trong cách viết của cây bút tài hoa. Một đoạn viết để giải quyết yêu cầu phụ ạ. À. Đi trực tiếp người ta hỏi gì thì trả lời đấy thôi. Được không nào? Sau đó thì luận điểm 4, khái quát về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Được chưa nào? Ok không ạ? Trong cái phần khái quát này thì đưa thêm một số những cái lý luận văn học vào đây. Và cuối cùng kết đoạn ở đây. Tôi vẫn còn ấn tượng với câu nói của Lev Tolstoy. Khi một nhà văn mới xuất hiện, câu đầu tiên mà anh ta hỏi, mà tôi hỏi anh ta là: anh đã mang được gì cho văn học? À, chị rất là thích một cái phần kết mà chị đã đọc được của một bạn học sinh nào đấy, cũng bắt đầu từ cái câu viết này của Lev Tolstoy. Và chị đã dùng cái câu đó, cái cách dẫn của Lev Tolstoy đấy để đi vào cái phần kết này. Nguyễn Tuân không phải là một nhà văn mới, nhưng những đóng góp của ông cho nền văn học cách mạng là những đóng góp của một người mở đường. Ông đã đặt niềm sáng cho một dòng tùy bút mà sau này sẽ tuôn chảy bất tận. Dòng tùy bút mà cảm hứng trữ tình chủ yếu là ngợi ca đất nước và con người Việt Nam. Và chính ông với sông Đà đã minh chứng rằng có một vẻ đẹp chính nằm ở cảnh sắc thiên nhiên giản dị nơi đất nước mình, nơi những con người chân chất, đời thường say mê lao động. Và dòng chảy mà Nguyễn Tuân đã gửi trao đến bạn đọc trong hành trình ngược lên Tây Bắc của mình vẫn sẽ luôn và đã, đang là dòng chảy bất tận tin yêu trong trái tim của mỗi người yêu văn chương. Bất chợt, tôi lại nhớ tới những tiếng thơ thân thuộc. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đến đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Và các bạn ơi, kết thúc bài viết ngày hôm nay ạ. Kết thúc bài viết với 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mặt ạ. Được không nào? Với 12 mặt, kết thúc một cái bài viết đầu tiên là phân tích một cái trích đoạn nói về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà. Các em nhá. Chị tin là các bạn cũng đã có thể học hỏi được rất nhiều thứ ở trong đó thông qua cái phần mà chị trao đổi cùng với chúng mình ngày hôm nay. Được không nào? Ok không ạ?
Và hy vọng rằng là cái bài giảng ngày hôm nay thiết thực với chúng mình. Chỉ còn khoảng tầm 1 tháng nữa thôi là chúng mình sẽ chính thức bước vào kỳ thi trung học. Hơn 1 tháng nữa chúng mình sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Hiện tại thì chị Hiên chỉ còn duy nhất một cái cơ hội để cho các bạn có thể bứt phá và viết được những bài nghị luận văn học hay hơn, hay là hoàn thiện cái bài thi của mình tốt hơn, đó chính là khóa học 10 ngày. Các bạn đừng quên nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu về khóa học này, và chúng mình sẽ đồng hành cùng với nhau thật là cháy, thật là máu lửa ở trong giai đoạn cuối với khóa học này các bạn nhé. Còn bây giờ thì cho chị gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn. Ngay bây giờ thì sẽ có một bài hướng dẫn các bạn về cách thức nhận tài liệu sau buổi ngày hôm nay đấy. Chị hy vọng là các bạn sẽ may mắn nhận được tài liệu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình. Cảm ơn chúng mình rất rất là nhiều. Và hẹn gặp lại chúng mình trong ngày mai nhá. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon.